laptop smartphone tầm trung lên kệ trong tháng 4. Ngay trong tháng 4 này, nhiều mẫu smartphone có giá bán hấp dẫn đã đến thị trường Việt Nam. Sang quý 2 năm 2019 này, sự xuất hiện của dòng smartphone tầm trung đã thu hút không ít sự quan tâm của người tiêu dùng. Loạt sản phẩm này có ưu điểm là giá bán phải chăng, ngoại hình bắt mắt, nhiều tính năng hấp dẫn. 1. Oppo F11, giá bán 7,29 triệu đồng. Các tín đồ công nghệ không thể không nhắc tới cái tên Oppo F11 trong danh sách smartphone hot nhất tháng 4 này. Là sản phẩm được khách hàng Việt Nam đặt mua với số lượng không nhỏ vì sở hữu nhiều ưu điểm. Camera khủng 48MP+5MP, in lớn 054-2023, màn hình giọt nước 6,5 inch. Các thông số kỹ thuật của máy có khả năng đáp ứng mọi tác vụ nặng như chơi game, lưu trữ dữ liệu nặng. Chip xử lý MediaTek Helio P70 RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB hỗ trợ mở rộng lên tới 256GB. Đặc biệt, khả năng chụp ban đêm cực chất của máy cũng khiến cho các tín đồ sống ảo thêm mê mệt. 2. Realme 3, giá bán 3,99 triệu đồng. Sở hữu ngoại hình giống như F11 nhưng Realme 3 chỉ có giá bán bằng một nửa sản phẩm của Oppo. Bởi lẽ, khấu hình bên trong máy cũng chỉ bằng 1/2 so với đối thủ. RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, chip Helio P60, màn hình 6,2 inch, camera sau kép 13MP+2MP. Bù lại, chiếc điện thoại này cũng có viên pin dung lượng không nhỏ 054-230mAh, hứa hẹn cung cấp thời lượng pin dài, camera selfie chất lượng lên tới 13MP, thừa sức chụp ảnh sống ảo. 3. Galaxy A20, giá bán 4,19 triệu đồng. Nằm trong loạt Galaxy A mới được công bố hồi đầu năm nay, Galaxy A20 được nhiều người dùng khen ngợi về thiết kế màn hình giọt nước và tuổi thọ pin. Cụ thể, thoại được trang bị màn hình lớn 6,4 inch, pin 4000mAh. Ngoài ra, máy còn được quản lý hiệu năng bởi chip Exynos 78804 cùng RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Mặc dù có giá bán rẻ nhưng ngoại hình của máy cũng khá trẻ trung với mặt lưng trơn. Camera sau kép 13MP+5MP cho ảnh chụp xóa phông ảo diệu. Camera selfie 8MP cùng chế độ làm đẹp. 4. Xiaomi Redmi 7, giá bán 2,99 triệu đồng. Xiaomi Redmi 7 là chiếc smartphone có giá bán rẻ nhất trong danh sách này nhưng vẫn vinh dự được trang bị màn hình giọt nước như những sản phẩm khác. Tuy nhiên, máy chỉ có RAM 2GB và ROM 16GB hạn chế. Chip xử lý Snapdragon 632 khá yếu. Bù lại, viên pin có trong máy có dung lượng 4000mAh. Cụm camera sau kép 12MP+2MP đủ dùng. Màn hình 6,2 inch cho trải nghiệm thoải mái khi xem phim và chơi game nhẹ. 5. Galaxy A10, giá bán 3,09 triệu đồng. Là chiếc smartphone có giá bán thấp nhất trong dòng Galaxy A năm nay của Samsung. Thiết bị có thiết kế mặt trước giống hệt như người anh em Galaxy A20. Tuy nhiên, mặt sau máy chỉ có camera sau đơn 13MP và hình kém sang hơn một chút. Bù lại, thoại được tích hợp phần cứng vô cùng hợp lý cho mức giá. Mặt hình 6,2 inch, chip xử lý Exynos 7884, RAM 2GB, bộ nhớ trong 32GB, camera selfie 5MP và pin 3400mAh.